Khánh Vân vào top 20 hoa hậu của các hoa hậu. Khánh Vân vào top 20 cuộc bình chọn các hoa hậu đẹp nhất Miss Grand Slam, hoa hậu của các hoa hậu năm 2020. Ngày 13 tháng 9, trang Global Beauty công bố nhóm 10 thí sinh đầu tiên được tiết lộ. Ngoài Khánh Vân, một số người đẹp góp mặt trong danh sách gồm Andrea Meza, Miss Universe 2020, Janik Maceta, Miss Universe Peru 2020, Lala Hildes, Miss Grand Brazil 2020. Khánh Vân sinh năm 1995, từng đoạt danh hiệu Miss Áo Dài 2013, Á Khôi Miss Ngôi Sao 2014, Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, Giải Bạc Siêu Mẫu Việt Nam 2018, là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cô xuất hiện trong nhiều dự án phim như Phượng Khấu, Yêu Là Phải Liều, Bệnh Viện Thần Ái. Năm 2019, cô thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và đăng quang giành suất thi quốc tế. Tại Miss Universe tại Mỹ hồi tháng 5, người đẹp vào top 21 nhờ bình chọn của khán giả. Hàng năm, sau khi các cuộc thi hoa hậu quốc tế kết thúc, chuyên trang Global Beauty bắt đầu tổ chức bình chọn danh hiệu Miss Grand Slam. Năm nay, 12 giám khảo từ nhiều nước thống kê hàng trăm thí sinh ở các cuộc thi nhan sắc, uy tín trong năm như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia. Tuần trước, ban tổ chức công bố danh sách 40 người đẹp xuất sắc. Ngoài Khánh Vân, Á hậu Ngọc Thảo cũng góp mặt trong top 40 cuộc bình chọn. Thái Trinh trở lại làng nhạc, bày tỏ nỗi nhớ với Sài Gòn nhộn nhịp. Sài Gòn Lullaby là ca khúc được Thái Trinh viết tặng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sớm đẩy lùi đại dịch và trở lại nhịp sống bình thường. Mới đây, Thái Trinh đã bất ngờ cho ra mắt ca khúc mới mang tên Sài Gòn Lullaby nhằm kỷ niệm sinh nhật của chính mình. Đây cũng là ca khúc được nữ ca sĩ viết riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn được ngắm nhìn thành phố quay trở lại với nhịp sống nhộn nhịp sau khi Covid-19 được kiểm soát. Cũng giống nhiều ca khúc trước đây, Thái Trinh tiếp tục với thể loại nhạc pop ballad. Đây cũng chính là sở trường và hướng đi mà nữ ca sĩ hướng tới. Với phần giai điệu nhẹ nhàng, Thái Trinh dễ dàng chạm tới cảm xúc của người nghe với giọng hát mang đầy tính tự sử của mình. Nói thêm về ca khúc này, Thái Trinh chia sẻ, Sài Gòn và người Sài Gòn đã và đang mạnh mẽ chiến đấu kiên cường, nhưng mình hiểu đến cuối ngày, ai cũng sẽ cần một câu hát ru để thả lỏng tâm tư, để chữa lành, để tin rằng sau một đêm ngủ dậy, ngày mai và nhiều ngày mai nữa, mọi thứ sẽ khác. Ngày xưa nhìn chiều cường và mưa giờ tan tầm làng ngán, bây giờ nhìn mùa mưa trôi qua ô cửa sổ mới nhận ra mình đã phải bỏ lỡ điều gì, nữ ca sĩ nói thêm. Sau khi Sài Gòn Lullaby được đăng tải, nhiều khán giả đã vô cùng xúc động và đồng cảm khi hình ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh những ngày trước dịch được đem vào ca khúc này. Sài Gòn vui như đứa trẻ, sáng nắng trưa chiều có cơn mưa, trôi hết đi bao lắng lo. Em nhớ những đêm buồn mình ra bờ kè hóng gió, em nhớ xe bắp xào, còn anh hay ăn viên chiên. Thành phố ôm nỗi buồn, người muôn phương xa mới đến, rộn rã sáng chiều, xe đan xen nương nhau đi. Đặc biệt, những hình ảnh dễ thương trong MV Sài Gòn Lullaby cũng là điểm nhấn thu hút khán giả. Theo chia sẻ của Thái Trinh, những hình ảnh này cũng do chính cô tự thực hiện. Một trong những nguyên nhân khiến Thái Trinh không có sự hỗ trợ của ekip nhiều như trước chính là do Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, Thái Trinh cũng khẳng định việc tự tay thực hiện sản phẩm âm nhạc lần này là trải nghiệm vô cùng thú vị. Justin Bieber thắng giải nghệ sĩ của năm. Justin Bieber chiến thắng 2 hạng mục, trong đó có giải thưởng lớn nghệ sĩ của năm. Tại VMAs hôm 12 tháng 9, ca sĩ người Canada vượt qua Ariana Grande, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo, Taylor Swift để giành giải nghệ sĩ của năm. Anh cảm ơn vợ, Hailey Baldwin đã luôn ở bên và động viên anh. Justin nói, có nhiều biến cố đang xảy ra khắp thế giới. Chúng ta đang sống trong thời kỳ chưa từng có bởi Covid-19. Âm nhạc là một phương tiện tuyệt vời để tiếp cận nhân loại. Tất cả chúng ta ở đây bên nhau. Anh cũng nhận giải ca khúc pop xuất sắc nhất với bài Peach. Justin Bieber có một năm thành công khi album phòng thu thứ 6 Just Dance bán được 154.000 bản trong tuần đầu ra mắt, nhận chứng nhận vàng 500.000 bản sau 10 ngày. Các single trong CD như Peachy, Holy được khán giả yêu thích, giúp anh dẫn đầu đề cử VMAs ở 7 hạng mục. Hiện tượng âm nhạc 18 tuổi Olivia Rodrigo thắng 3 giải, nghệ sĩ mới xuất sắc, bài hát của năm, màn trình diễn đột phá, đều cho ca khúc River Licensee. Bài hát là đĩa đơn đầu tay của Rodrigo, xoay quanh chuyện tình của một cô gái mới qua kỳ thi bằng lái ô tô, lập tức lái xe tới nhà người yêu cũ. Theo thống kê của Billboard, đĩa đơn đạt doanh số 16.000 bản và thu hút 21 triệu lượt nghe trực tuyến,
tính riêng tại thị trường Mỹ sau 3 ngày phát hành. Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS giành 3 giải nhóm nhạc của năm, ca khúc của mùa hè, ca khúc K-pop xuất sắc. Trước đó, họ có 5 đề cử. MTV Video Music Awards diễn ra tại Barclays Center, New York là sự kiện hiếm hoi có khán giả tham dự trong mùa dịch. Theo Pitchfork, để đảm bảo an toàn, ban tổ chức yêu cầu khách phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc giấy xét nghiệm âm tính nCoV, đeo khẩu trang suốt trong chương trình. Họa sĩ Kehinde Wiley thiết kế một phiên bản mới cho chiếc cúp, đánh dấu 40 năm ra mắt của lễ trao giải. Timothée Chalamet, hoàng tử thảm đỏ. Diễn viên Mỹ Timothée Chalamet chinh phục thảm đỏ bằng những bộ cánh phá cách hiện đại. Anh là một trong 4 hốt của Met Gala 2021 diễn ra vào ngày 13 tháng 9 ở New York. Sinh năm 1995 tại Mỹ, Timothée nổi lên với vai diễn trong Call Me By Your Name năm 2017 và mới nhất là Dune, bom tấn được mong đợi trong năm nay. Ngoài diễn xuất, anh gây ấn tượng với gu mặc phá cách. Hàng loạt tạp chí như Vogue, Harper's Bazaar đánh giá Timothée là một trong những tài tử mặc đẹp nhất thế giới. Vogue gọi anh là vua mặc sốt, còn fan gọi anh là hoàng tử thảm đỏ. Từ năm 2017 đến nay, Timothée ngày càng hoàn thiện diện mạo, hướng đến sự mới mẻ, hiện đại. Trang phục của anh luôn mang những chi tiết táo bạo bằng cách phối những đôi bốt cao gót hay giày nịt. Nam diễn viên ưa chuộng statement, phong cách làm bật lên cái tôi thông qua quần áo phụ kiện. Anh thường chọn đồ của Heider Ackermann và Alexander McQueen. Anh từng gây ấn tượng với suit hoa rực rỡ, đeo yên cương của Louis Vuitton đến quả cầu vàng 2019. Hai áo hoodie đính 3.000 viên pha lê Swarovski và 15.000 mảnh sequin ở buổi công chiếu The King năm 2019. Theo Vogue, Timothée chưa bao giờ làm việc với các nhà tạo mẫu. Anh tự mua tất cả trang phục thảm đỏ và lên ý tưởng cho bộ cánh của mình.